Chiều hôm nay là ngày 24 tháng 12 năm 2022. À, trời à, quê hương à, trong mình đây à, nắng đẹp, nắng ấm nha các bạn. Và mình cũng à, xin chia sẻ à, đến với à, quý vị và các bạn về một cái vụ việc à, rất thương tâm hôm qua tại công an quận hoàn kiếm hà nội xảy ra một cái vụ việc đó là cấp dưới đâm đội trưởng đội cảnh sát ma túy quận hoàn kiếm bị tử vong và cái ông phạm minh cường nguyên là cựu cán bộ công an đã điều khiển xe máy đến trụ sở công an quận hoàn kiếm hà nội đâm tử vong đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận Hoàng Kiếm. Ngày 23 tháng 12, công an quận Hoàng Kiếm Hà Nội điều tra làm rõ vụ án nghiêm trọng xảy ra tại khu vực ngã tư Tràng Thi Lê Thái Tổ, quận Hoàng Kiếm Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày 23 tháng 12, Phạm Minh Cường, sinh năm 1991 là cựu cán bộ công an quận Hoàn Kiếm, điều khiển xe máy và mang theo dao bầu đến trụ sở công an quận Hoàn Kiếm. Tại đây, Cường đi từ trong sân trụ sở công an quận Hoàn Kiếm ra ngoài và rút dao bầu giấu trong người ra, bất ngờ đâm trọng thương ông NTC, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận Hoàn Kiếm. Ngay sau khi bị đâm, nạn nhân được đưa đến bệnh viện Việt Đức cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng và đã tử vong nghe các bạn. Tại cơ quan điều tra, Phạm Minh Cường khai nhận đã từng công tác tại đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận Hoàng Kiếm. Từ năm 2019, trong quá trình công tác, Cường nhiều lần nghi ngờ ông NTC cho thuốc độc vào thuốc lá của Cường dẫn tới việc hút thuốc bị ho ra máu nên nảy sinh ý định trả thù ông C. 14 giờ chiều hôm nay ngày 24 tháng 12 năm 2022, Báo Thanh Niên đăng tin tại Đồng Nai, một uh, nghi phạm rút dao đâm trúng ngực trái Phó trưởng Công an phường An Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Chiều ngày 24 tháng 12, lãnh đạo công an thành phố Biên Hòa cho biết đã bàn giao đối tượng cho Thanh Tùng, 27 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đồng Nai để điều tra theo thẩm quyền. Và Tùng là nghi phạm đâm trọng thương đại úy Nguyễn Thế Đức, phó trưởng công an phường An Hòa, thành phố Biên Hòa. Theo điều tra ban đầu là khoảng 21 giờ 10 phút của ngày 23 tháng 12. Sau khi đi nhậu về thì cho Thanh Tùng có va chạm giao thông với hai người đàn ông. Chưa rõ tên tuổi và hai bên xảy ra xô xát. Sau đó là Tùng về nhà lấy ba con dao quay lại đánh nhau với cái nhóm người này nghe các bạn. Nhận được tin báo tổ tuần tra công an phường An Hòa đã tổ chức chốt chặn ngăn lại nhưng tùng không chấp hành và có hành vi chống đối đại úy nguyễn thế đức đang trực chỉ huy tại trụ sở đã ra hiện trường hỗ trợ lúc này tùng dùng dao tấn công lực lượng công an và bị các chiến sĩ công an tước dao hai lần trong quá trình khống chế đại úy đức bị tùng rút tiếp con dao thứ ba trong người ra và bất ngờ đâm vào ngực trái đại úy Đức được đưa vào bệnh viện đa khoa đồng nai cấp cứu trong tình trạng vết thương thấu ngực, tràn dịch ngoài màng tim. Do được phẫu thuật kịp thời nên tạm thời không ảnh hưởng đến tính mạng. Còn vụ việc thì được công an tỉnh đồng nai đang tiếp tục điều tra làm rõ. Đó. Đây là cái đồng chí Đức này là kịp thời được à, đồng nghiệp đồng chí đưa vào bệnh viện cấp cứu cho nên tính mạng được giữ lại nghe cả bạn cho hôm qua thì ở quận Hoàng Kiếm thành phố Hà Nội thì một cấp dưới cũng trong ngành công an đâm đội trưởng à, à, của đội cảnh sát phòng chống ma túy quận Hoàng Kiếm tử vong nghe các bạn Tết đến xuân về thật là tan thương À, rất rất gì là đáng buồn và qua đây thì mình cũng chia buồn với à, gia đình của đồng chí chiến thật là thương tâm các bạn Đó.